Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chuẩn bị hồ sơ bút lục đi chiến đấu ở trên Phúc Thọ. Thì tôi cũng muốn nói cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện về kháng cáo giữ nguyên bản án. Trong cái video, trong cái chương trình Dân ta phải biết người ta hôm nay, thì tôi sẽ nói với quý vị và các bạn ba cái trường hợp. Ví dụ như là tôi là nguyên đơn, tôi đi kiện ở tòa để chia tài sản là thừa kế quyền sử dụng đất, thì bản án của tòa án nhân dân cấp sơ thẩm đã chia cho tôi nhưng mà tôi không có đồng ý, cho nên tôi kháng cáo. Thì trong cái kháng cáo đó nó sẽ phân thành ba trường hợp nha quý vị. Trường hợp thứ nhất là giữ nguyên bản án, trường hợp thứ hai là hủy bản án, và trường hợp thứ ba là sửa bản án. Thì trong từng mỗi cái trường hợp thì tôi sẽ đưa cái thông điệp bằng thông qua một cái ví dụ để trong chương trình Dân ta phải biết người ta hiểu. Và hôm nay thì mở đầu cái câu chuyện là như thế này. Có một cái hôm qua thì tôi cũng thức dậy sớm thì nhận được một cái Facebook của một vị họ bảo rằng là sao luật sư thức sớm như vậy. Hôm qua là tòa án tuyên tôi là thua cuộc lý do gì ABCD gì đó, và tôi đã phản hồi comment lại cho chị bằng cách là tôi nói chị là nếu trong trường hợp bản án sơ thẩm thì chị hãy điện thoại lại cho tôi để tôi hướng dẫn chị đi cấp phúc thẩm, còn nếu như trong trường hợp bản án phúc thẩm thì hôm nay thông qua cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái điều là kháng cáo giữ nguyên bản án để mà dễ cái việc mà hiểu. Trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ đưa hai cái ví dụ cho quý vị và các bạn nha. Cái ví dụ thứ nhất là tranh chấp tài sản chung vợ chồng. Thì ví dụ này là tôi sẽ nói có một cái bà cô, bà cô này bà và chồng thì sống, ông chồng thì ông có bồ nhí, thì khi mà ông có bồ nhí như vậy á thì ông về ông bảo bà là thôi bà ly hôn đi, tôi với bà không còn tình cảm. Thì ban đầu bà không đồng ý, bà cô này bà không có đồng ý, bà nói là bây giờ lớn rồi, tất cả đều hơn 60 rồi, con cái đều trưởng thành, cũng mong muốn là thôi thì ông muốn làm cái gì tụi tôi nhắm nửa con mắt, tôi mở nửa con mắt, nhưng mà ông thì ông không đồng ý. Ông bảo rằng là thôi thì bây giờ nếu trong trường hợp không còn tình cảm thì ly hôn, và thế là bà được đặt. Khi mà ly hôn xong thì ông ngang nhiên mà sống người gọi, cứ tạm gọi là người người bồ đi, vào chung ở một trong một căn nhà, và cái bức xúc của tột độ của cái người phụ nữ và họ đã dọn ra ngoài, và thế là ông điềm nhiên không sống trong một cái căn nhà mà tài sản chung của chồng. Thì quá bức xúc thì bà mới đi khởi kiện chia tài sản ly hôn trong thời kỳ hôn nhân. Yêu cầu của bà là bà được chia 1/2 tài sản chung vợ chồng, bao gồm có ở nhà và đất. Thì bản án của tòa án nhân dân cấp quận đã phân cho bà với cái phán quyết như thế này nè quý vị. Phán quyết là bà được 10 mét đất và một cái số tiền chênh lệch do phía bên người chồng hối lại, vì tòa án định giá đây là tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Không đồng ý thì ông chồng mới kháng cáo. Hôm nay tôi nói đúng về vấn đề kháng cáo giữ nguyên bản án. Thì khi mà phần trình bày ở cấp phúc thẩm thì ông bảo là ông có công sức nhiều hơn, ông
ông bảo này nguồn gốc là của gia đình ông và ông bảo nhiều thứ lắm. Còn riêng bà thì bà bảo rằng là đây là tài sản được tạo trong thời kỳ hôn nhân, và chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi kết hôn với nhau và chúng tôi phải dành dụm chắt chiu. Vì sao mới có cái động tác là khởi kiện? Vì ông dẫn người bạn của ông vào sống chung ở nhà, một cái chuyện không thể chấp nhận được. Và thế là quý vị và các bạn biết không, bản án đã vận dụng cái điều theo quy định của pháp luật đây. Tôi muốn trong chương trình dân ta phải biết luật ta, các bạn phải hiểu và các bạn phải vận dụng những cái quy định của pháp luật. Đó là điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự nha quý vị. Điều 308, thẩm quyền của hội đồng xét xử phúc thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm có thẩm quyền giữ nguyên bản án sơ thẩm, và bản án sơ thẩm tòa án nhân dân của cấp tỉnh đã giữ nguyên bản án. Và thế là vận dụng cái điều 308 khoản 1 nha quý vị, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bà này được tiếp tục được 10 mét đất và một cái phần giá trị hưởng chênh lệch từ 1/2 tài sản chung của họ. Thêm một cái ví dụ thứ hai cho quý vị và các bạn. Tôi có một người quen, họ khởi kiện tranh chấp đến tòa. Thì trong cái gia đình họ thì có một bộ chị em. Thì trong cái bản án sơ thì họ khởi kiện là gì? Họ bảo rằng là ở nhà thì có 4-5 chị em, khi mà ba mất, mẹ mất thì người em út quản lý sử dụng toàn bộ. Và bây giờ người em út đã chuyển sang tên người em út mà không thanh toán cái phần di sản thừa kế, và ba người này đã khởi kiện đến tòa. Thì trong đơn khởi kiện, ba cái nguyên đơn này khởi kiện yêu cầu được thanh toán mỗi người bằng 1/4 số thừa kế. Và quý vị và các bạn biết không, bản án sơ thẩm đã tuyên mỗi người được hưởng một suất thừa kế bằng 1/4 giá trị, có tính đến cái công sức của người. Không đồng ý đến cái bản án này thì phía bên bị đơn đã kháng cáo. Thì tôi vừa mới nói, khi kháng cáo một cái bản án có 3 trường hợp xảy ra. Thứ nhất là giữ nguyên bản án, thứ hai là sẽ sửa bản án, thứ ba là hủy bản án. Thưa quý vị và các bạn, lý do tại sao tôi muốn lặp đi lặp lại từ cái giai đoạn sơ thẩm của tòa án nhân dân các quận huyện, nếu không lấy tôi ngoài, để lên xem xét lại phúc thẩm, vì tôi muốn quý vị và các bạn phải hiểu sau khi có cái phán quyết của tòa án nhân dân cấp sơ thẩm thì nó sẽ xảy ra 1 trong 3 trường hợp. Dĩ nhiên luật nó cũng có nhiều trường hợp, nhưng mà thôi thì bây giờ cái cơ bản trong cái vấn đề là dân ta phải biết luật ta, thì tôi đưa ra 3 trường hợp và đây là trường hợp giữ nguyên bản án. Trở lại vấn đề câu chuyện thừa kế, bị đơn đã kháng cáo và tòa án nhân dân cấp phúc thẩm cấp tỉnh đã xét xử căn cứ vào điều 308 khoản 1 giữ nguyên bản án sơ thẩm. Bản án phúc thẩm vẫn tuyên trên tinh thần là giữ nguyên bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu thăng cao. Trong đó cũng ghi nhận lại cái phần mà cấp sơ thẩm xét xử như là chia thừa kế quyền sử dụng đất, mỗi người được một suất thừa kế bằng 200 triệu đồng. Riêng cái người là con út được hưởng 200 triệu đồng cộng với cái phần di sản quản lý thờ cúng. Như vậy, nói tóm lại trong trường hợp, đây cũng là một cái câu trả lời cho cái vị khách hàng trên Facebook chị nhé. Đây là 1 trong 3 trường hợp kháng cáo giữ nguyên bản án.
phúc thẩm đã xem xét và giữ nguyên bản án sơ thẩm, cho rằng không có tình tiết mới, không có những cấp sơ thẩm đã xử đúng người, đúng quy định của pháp luật, đúng suất thừa kế, đúng vai trò, đúng nhiệm, thì cấp phúc thẩm sẽ giữ nguyên bản án và không có thêm bất cứ một cái điều gì cả. Và trong trường hợp của chị đã comment lại cho tôi, nếu bản án của chị xét và bản án đó mà chị thấy rằng nó phù hợp với quy định của pháp luật, còn nếu như trong trường hợp nó không phù hợp với quy định của pháp luật, chị kháng cáo và chị sẽ mong muốn hai hướng, thứ nhất là sửa bản án. Thank you.